Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Nhã Phương bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh chụp đồ ăn cùng với bài viết trách móc ông xã trên trang cá nhân đã gây sự chú ý. Thông qua bức ảnh, nữ diễn viên muốn khán giả thấy được sự khác biệt giữa đồ ăn của mình và ông xã. Nhã Phương giận dỗi vì Trường Giang gửi loạt ảnh đồ ăn hấp dẫn, fan hâm mộ hết lời khen ngợi nam danh hài vì khả năng nấu nướng. Nhã Phương tỏ ra giận dỗi, ủa là sao, hôm nay thấy có gì hơi xa nha. Nhắn tin hỏi người ta đang đi làm sấp mặt đã ăn gì chưa, rồi có nhẫn tâm không khi thấy đồ ăn của tôi mà vẫn gửi lại hình ảnh như thế này, kèm theo chú thích, cũng không có gì gọi là. Vậy cái gì mới là có gì gọi là? Cụ thể, đồ ăn của Nhã Phương là một vài món dành cho người giảm cân, ít súp lơ, một quả trứng luộc, một miếng ức gà luộc. Trong khi đó, đồ ăn của Trường Giang thịt bò, trứng lóc xoáy và một vài món ăn được nấu nướng bày biện hấp dẫn bắt mắt. Dưới bài đăng, nhiều khán giả không ngớt lời khen tài nấu nướng đỉnh cao của Trường Giang. Họ khen món ăn do danh hài nấu, bày biện trông hấp dẫn không kém đồ ăn tại nhà hàng sang trọng, cao cấp. Fan hâm mộ vợ chồng Trường Giang Nhã Phương cho rằng mới khó cố tình cà khịa bà xã bằng cách gửi ảnh chụp đồ ngon để kích thích khẩu vị của cô. Có lẽ anh muốn cô ăn nhiều hơn để không còn gầy gò, thiếu sức sống như hiện tại. Fan hâm mộ bình luận, hai vợ chồng đáng yêu ghê. Anh Giang gửi ảnh cà khịa chị là muốn kích thích khẩu vị cho chị ăn nhiều hơn đấy. Âm mưu muốn chị mập lên. Cố tăng thêm vài kg sẽ tuyệt nhé bé Bi. Tra tấn tinh thần kiểu này, thứ gì chịu nổi Bi ạ? Tinh thần thép lên chị ơi, cố vượt qua kích thích. Chị Giang giữ sức khỏe nha, thấy dạo này chị ốm hơn. Trời ơi, Giang ca nấu ăn như đầu bếp châu Âu trong nhà hàng 5 sao vậy. Vài tiếng trước đó, Nhã Phương hào hứng khoe nhan sắc đời thường, tự động viên tinh thần làm việc. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, chúc cả nhà một tuần nhiều năng lượng. Tuy nhiên, dân tình để lại lời góp ý Nhã Phương nên dành thời gian tầm bổ với mong muốn cô không gầy gò như hiện tại. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.